Hello, xin chào tất cả anh em. Giới thiệu đến anh em một chiếc máy massage đến từ Nhật Bản nữa. Đây là chiếc máy Yamazen, một trong những thương hiệu làm máy massage rất là nổi tiếng của Nhật. Thì chiếc máy massage này như anh em có thể thấy thì nó massage lòng bàn chân và bắp chân. Đó. Con này thì hàng nó về thì như mới luôn. Mới tinh. Rất là đẹp. Đó. Con này thì nó rất là dễ sử dụng. Con này thì nó sử dụng nguồn điện 100. Khi mà anh em cắm nguồn điện vào thì chúng ta có thể mở nguồn nằm ở phía dưới này. Đó. Thì lúc này kiểu nó có cái đèn. Thì con này thì nó có sẽ có bốn cái chế độ ở đây tương ứng. Ví dụ như là thư giãn, ví dụ như là chân, rồi là chế độ bình thường. Đấy, nó có bốn cái chế độ xoa bóp ở đây. Đó. Và có một cái chế độ mạnh nhẹ nằm ở trên này. Đó, rất là đơn giản. Thì anh em chọn một trong bốn chế độ này và chúng ta sử dụng mạnh yếu chúng ta làm ở đây. Đó. Con này thì nó xoa bóp rất là nhẹ nhàng, rất là thích. Thì với cái máy này anh em mà mua hàng thì có thể sử dụng hoặc là biếu tặng cho ông bà bố mẹ gì cũng rất là tốt. Cái này thì nó còn có một cái bit ở đây để chúng ta có thể co. Đấy, anh em có thể co cái chân của mình ngồi có thể thẳng ra, đó rất là tiện lợi. Rất là mới. Quay cái phía đằng sau cho anh em thấy. Đó. Cái này là phần xuôi xuống này. Đó. Thì anh em có thể thấy. Nếu mà anh em có sử dụng cái Google dịch ấy, anh em chỉ cần đưa camera vào đây là nó sẽ dịch cho anh em. Thế thôi. Rất là đơn giản. Đây nó có nút nguồn. Đó. Rất là thuận tiện. Đó, anh em có thể thấy nó co bóp. Cái này nó sử dụng thủy lực luôn. Rồi, anh em nào mà yêu thích chiếc máy massage này thì có thể liên hệ với em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.